Rồi xong rồi một tô canh chua bông súng thơm nè, nó bỏ rau nêm vô nè, thơm ngon chưa, ăn với lại nước mắm ớt nè, khô chiên nè, canh chua súng nè, con tôm này mình để nguyên cho nó đẹp đó, ngon chưa, ngon chưa, ăn thử miếng có ngon nha, ăn miếng bông súng nè, chấm với nước mắm nè, ngon quá. Nóng hổi luôn nè, rất là ngon này, khô chiên. Hello cả nhà, hôm qua Hana đi chợ Hana gặp được bông súng ở Mỹ, mà bông súng hiếm luôn nha mấy anh chị nha. Một bó như vậy, Hana thích ăn canh bông súng với lại tôm, Hana sẽ nấu với tôm nha. Mỹ ha, rất là đắt nha mấy chị nha. Một bó gì Hana mua 13 đồng là chưa cộng thuế nữa, được nhiêu nè ha. Khô cá lóc chiên, khô cá lóc ở Việt Nam, cái này mua ở Việt Nam. Rồi, hôm nay Hana vào bếp nha. Mời mấy chị coi Hana làm nấu có được không, không được thì chỉ giùm lại, chỉ lại nha. Hay là không phải là người giỏi nấu ăn đâu, nhưng mà tại vì thèm quá cho nên là mình phải vào nấu. Mình dầm nấu canh chua nha, có mùi me là phải chảy nước miếng luôn. Lạc xong rồi ôm rồi, bây giờ mình rửa rửa thôi, rửa này ba nước rồi nha cả nhà nha. Cho một cái dĩa nha. Đó, bột súng này Hana sẽ nấu với lại bột súng này Hana sẽ nấu với lại cái lỗ tôm này nha. Bây giờ mình lột tôm nha cả nhà nha. Biên không biên giới như tình nhân với hết trước đây là mình đã lục lấy mấy cái gì, lấy mấy cái gì dơ trên bụng đó. Khô cá lóc ở Việt Nam mua qua là ngon ha, rất là ngon luôn. Khô cá lóc này nó mua ở Long Xuyên là ngon. Giờ mình cắt, mình ngâm trước đi, mình cắt miếng ba cái bông súng này mình nấu nó sọt lại còn tí xíu à, nhưng mà mình thích ăn thì mình chỉ có lăn cái bếp nha, chứ Hana cũng khá là bận, nãy giờ lặt hết bó nó có nhiều à, không đủ ăn đâu, lặt thêm nha. Nếu mà mình xào tôm trước rồi mình lặt me mình bỏ, mình không, mình làm me mình bỏ vô rồi mình mới xào tôm cho nó thơm, xào tỏi cho nó thơm xong rồi mình mới bỏ tôm vô, rồi khi mà nước sôi á mình làm me xong mình bỏ vô vậy nó có bị đục nước không mấy chị, bị đục cái nước á, hay là mình thử tỏi sao chị Hena nha. Làm sao ta, Hena thì Hena sẽ bắt nước sôi xong rồi Hena sẽ dầm me, xong nước thiệt sôi thì Hena sẽ thả tôm vô, nó tươi á thì mình thả tôm vô, xong rồi cái tỏi mỡ tỏi Hena sẽ thử tỏi sao vậy được không. Sau khi tôm nó chín rồi á, mình nêm nếm rồi mình bỏ bông súng vô rồi á nè, bỏ cái bông súng vô rồi thì mình mới bông súng vô rồi thì mình mới rồi mình để bông súng vô rồi thì lúc đó mình hãy cháy cái mỡ tỏi để mình cho nó thơm, rồi mình chế lên trên mặt mình nêm rau thơm vô là rau ngò ôm, nó quế vô là xong đúng không. Bông súng á, là mình lặt là mình phải tuốt ra nha nè, chứ mình không có được lấy cây dao mà cắt cắt vậy nha, là nó còn cái sơ nha mọi người. Sáng sớm hay là dậy còn mặc đồ ngủ nữa nè, tranh thủ nấu mình lặt gì mình tuốt vậy nè nó mới ra cái sơ nè. Đó không, cái này không được làm biến nha, lấy dao mà sắc 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 là ăn sơ không á, tuốt ra vậy nè. Đấy, tôi cũng biết làm chưa bụng. Hay là nấu rau rất là nhiều bởi vì mình không có ăn cơm, ăn cơm rất là ít, ăn cơm nửa chén thôi nha, có bữa là không ăn luôn, có bữa ăn nửa chén, mà còn nấu đồ ăn Việt Nam này thì nhỏ gái lớn ăn, cái thằng nhỏ nó không ăn nha. Thằng nhỏ do hồi nhỏ hay là gửi cho thằng nhỏ là do hồi nhỏ gửi nó cho Mỹ á, là mình lặt mình tuốt như nè, gửi cho nhà trẻ của Mỹ cho nên nó nói tiếng Mỹ không, còn nó ăn đồ Mỹ không luôn. Khi về đến Việt Nam 2 năm trước thì nó mới dụ nó cho nó ăn cơm tấm mà đút nó từng muỗng luôn, trời ơi đút nó từng muỗng rồi xong nó khóc, rồi đủ cho nó ăn được cái món, nó chọn bánh canh có nước đó, nó dễ nuốt đó. Nó nuốt đại vậy đó. Mới đầu nó ăn nó cứ nuốt trọng thôi cái đó. Nhưng mà bây giờ nó quen rồi, bây giờ anh lớn lớn chút mà lúc đó ảnh trời ơi ảnh nhỏ xíu mà ảnh ăn giống như đồ, giống như là người tu vậy đó, ảnh ăn trái strawberry nè, ảnh ăn trái táo nè, ảnh ăn trái chuối nè, ăn được cái là chicken nugget thôi, không phải người tu nha. Rồi cứ ăn chicken nugget với lại french fry mà đâu có bổ dưỡng gì đâu, mà mình dụ nó ăn nó không ăn, sau đó là chỉ biết ăn được món mì gói của Thái Lan nha, mà ăn đúng cái gói đó nha. Rồi, cái rau này mình lặt vậy nè, còn mua cái loại khác là nó không ăn luôn. Ăn cái cầm mà sắc 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 vậy là hồi sơ không nha, rau muống bông súng là không có được cắt, không có được làm biếng, trời ơi làm cái này hơi mất thời gian quá, mà tại vì thèm thì nấu đại đi chứ vô bếp chứ. Hay là ăn thường thì nó luộc bầu nè, luộc rau nè, ăn cho nó nhanh, rồi nấu canh gì đơn giản thôi cho nó nhanh. Hay là ăn rất là dễ, ăn rất là đơn giản. À, vì mình cũng khá là bận rộn.
Rồi mấy chị hôm nay mua mỹ phẩm mà có dưỡng da không ha? Mình phải dưỡng nha, cái da mình phải dưỡng thì nó mới đẹp. Ngoài 30 thì da bị lão hóa, với lại mình đi làm nail thì tiếp xúc với hóa chất rất là nhiều nha mấy chị nha. Thì hồi trước đây Hana, trước khi Hana bán kim cương á, thì Hana cũng đi làm nail như bao nhiêu người. Mình đến Mỹ mình cũng đi làm nail bao nhiêu người, cái mặt của Hana cũng bị nám. Nhưng mà khi mà mình làm một khi mà mình bây giờ nó có rất là loại kem dưỡng rồi, mình xài nó hết nám rồi thì nó đẹp, da của mình sẽ đẹp lại thôi nha mấy chị nha. Da của mình đẹp thì mình rất là tự tin khi mình đi đâu nào, mình chỉ cần đánh tí xíu má hồng thôi. Tại sao mình phải tìm kem che khuyết điểm mà mình không 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 dưỡng cái da của mình cho nó trắng sáng đẹp đi, rồi mình đi đâu mình đâu có cần phải xài gì nhiều mấy chị. Mấy chị chỉ cần thoa miếng son nè, đánh miếng má hồng lên là đẹp rồi. Còn tại sao phải đi che khuyết điểm, rồi đi đánh một lớp dày mo phấn lên rồi cái rửa ra không giống ai hết trơn. Mà thứ nhất là quan trọng là ở nhà cái ông chồng, thí dụ nha, mấy chị có chồng là mấy ông chồng của mấy chị sẽ thấy, trời ơi rửa cái mặt ra nhìn thấy ghê. Tại sao mình không dưỡng da đẹp cho mấy ông chồng của mấy chị ngắm nha. Mình dưỡng da đẹp, mấy ông mà đi ra đường gặp gái đẹp lúc nào cũng dòm hết trơn á, không bao giờ mình phải xài sướng phải bồng Rồi tất cả những con tôm này, đây là những nguyên liệu hôm nay Hana sẽ nấu canh chua bông súng nha. Rồi đây là tất cả những nguyên liệu bông súng hôm nay Hana sẽ nấu canh chua tôm nha. Mè mè nè, cái này khô cá lóc Hana sẽ chiên, mè tỏi rất thơm nha. Rồi mấy con tôm này Hana lột có con, để lại một vài con cho nó đẹp, còn hờ cái miếng này mình lột hết nó chuột sủi lơ cắn cuốc. Rồi nấu canh chua bông súng nha, bắt đầu nấu thôi nè. Rồi bây giờ Hana bắt lửa lên nóng rồi, cho một tí xíu dầu nha. Rồi mở lên cho nó thơm. Cho nó thơm rồi, bỏ nước vô khá là thêm một tí xíu me vô nha, thêm một tí xíu đường nha, canh chua không có đường không có ngon nha. Một tí xíu muối, rồi nóng hổi gì thổi gì ăn luôn cả nhà nha. Tôm nè, con tôm này Hana để cho nó đẹp chứ Hana lột ra hết gì luôn nè. Xong mình chấm một miếng bông súng nha, với lại miếng mắm ớt nha, chấm với lại chén nước mắm ớt nè, nó chấm nước mắm ớt nha, ăn thử miếng nè. Ngon quá, ô là la, quá ngon luôn nha. Chấm con tôm nè, cho nó ngon như cái nắp luôn. Anh này rất là thích nấu con súng hơi rục rục nha, chấm mấy miếng ấm ớt nè. Nó ngon, nóng quá nóng quá. Sorry, nóng quá mọi người ơi, còn nóng quá nè, còn nóng quá. Thổi cái nha, thổi cái nha. Rồi bây giờ mình lấy miếng bông súng nè, này mình rau thơm mình để lên cho nó thơm nè. Mình lấy miếng bông súng nha, mình chấm với lại nóng quá nóng quá, chấm với lại miếng nước mắm ớt cái cay nè. Rồi ngon thứ gì chịu nổi, nóng quá nóng quá. Ngon lắm cả nhà. Hôm nay thích nấu bông súng nè, cho nó hơi rục rục nha. Tôm này mình lột rồi nè, đó ăn ngon không? Con này là khô cá lóc của Việt Nam, đem qua ăn thiệt là ngon luôn á. Ăn mua ở Long Xuyên nè, khô cá lóc của chợ mới á, ăn ngon. Cực kỳ ngon luôn không? Thịt đỏ ao rồi không? Trời ơi, ăn miếng cơm nha, nên không có dám ăn cơm nhiều. Rồi lấy miếng bông súng nha, với miếng con tôm nè, bông súng rục rục vậy nè, chấm như là cái nước mắm ớt vậy nè, ăn nó mới ngon. Xin mời cả nhà nha. Nè, lấy một miếng bông súng, rồi mình chấm với mắm ớt nè. Xin mời cả nhà nha. Ngon lắm, ngon lắm, cực kỳ ngon luôn.